Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khanh Xe Tải Chính Chuyên Dùng ha. Thì mình là Chính, thì hôm nay mình đang đứng tại xưởng của công ty của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một loại xe mới là xe bồn chở xăng dầu. Nhưng mà cái điểm đặc biệt trên cái xe bồn chở xăng dầu này thì một chút nữa mình sẽ báo cho các bạn luôn, là cái điểm khác biệt là hiện tại là chỉ bên mình đang thi công lắp đặt cho BVO nha các bạn. Cái điểm đặc biệt khác biệt đó là chính là cái bơm cấp lẻ nha các bạn. Bơm cấp lẻ xăng dầu, thì bơm cấp lẻ xăng dầu này thì bên mình đang phân phối độc quyền cái dòng sản phẩm là Tatsuno của Nhật đó. Thì cái bồn này thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn từ A tới Z, từ mẫu mã thiết kế bên ngoài, xong rồi tiếp tục là cái phần cái hình ảnh của cái bơm cấp lẻ, máy phát điện và cái cách thức hoạt động của xe, cái cách thức hoạt động của cái bơm cấp lẻ thì mình có review ở những cái video trước rồi. Thì bây giờ các bạn nào mà cần cái video đường link đó thì mình sẽ gửi lại cho các bạn thôi. Đó, còn hiện tại mình sẽ review xe và review các cái cách bố trí này, thông số kỹ thuật này cho các bạn xem nha. Thì đây, cái xe này là thì qua đầu tuần mình sẽ giao cho bên BVO rồi. Thì tất cả các xe của BVO sau này lắp bơm lưu động hay là sau đó thì sẽ bên mình sẽ lắp cho hệ thống BVO hết luôn nha các bạn. Thì các bạn cũng đã biết rồi, thì cái màu BVO á là nó có cabin, nó có 3 màu xanh trắng đỏ nha các bạn. Cabin có 3 màu. Đó. Ở trước thì xe BVO nó có cái hệ thống bơm xả chữ T này. Cái này là thu hồi hơi nha các bạn. Đó, mình cái xe bồn á, bên mình đóng á, thì nó sẽ bên hông thì nó sẽ có cái đường ống để mà đựng ống mềm. Cái điểm đặc biệt của xe bồn của bên mình đóng á, là mình ở những video trước thì mình cũng có báo với các bạn luôn là nó vậy nè. Đó, các van xả thì mình sử dụng cái van đó là van hợp kim nhôm cao cấp nha các bạn. Có tay cầm nè, cái cầm hình tròn lớn nè. Các bạn khi mà gật á, thì nó rất là nhẹ nhàng mà nó không bị đau tay. Còn những cái van xưa, van Italy á, của Trung Quốc kia thì nó rất là đau tay nha các bạn. Cái thùng, các bạn hãy để ý cái thùng van xả này, đựng van xả này thì nó nằm bên lơ. Một chút nữa thì mình sẽ review cho các bạn về thêm một cái thùng nữa, nó nằm đối xứng bên kia nha các bạn. Đây thì cái xe này thì nó là bồn 19 khối nha các bạn. Hiện nay nhiều người review xe lắm nhưng mà chưa hiểu về cái dòng xe này, nên nhiều người review sai về cái gọi là cái số khối và cái cách thức hoạt động của xe. Thì một chút nữa mình sẽ chỉnh đốn lại và mình sẽ báo và các bạn biết chính xác 100% về cái cách thức hoạt động của xe luôn. Đây các bạn có thể thấy là số 3 nè, hàm sau cùng là hàm 3 nè, hai hàm giữa là hàm 5 nè và hàm trước là hàm 6. Giờ tổng cộng xe là 19 khối nha các bạn. Xe có 4 hàm. Thì nếu các bạn còn biết thông tin chính xác của xe á, thì hãy liên hệ vào số điện thoại của mình nè, phía dưới video hoặc là ở trong cái tấm lắp này. Đây là số điện thoại của mình nha. Các bạn cứ liên hệ đúng số hotline đó thì sẽ gặp được mình. Thì cái điểm đặc biệt là của dòng xe này là nó nằm ở bên tài nha các bạn. Bên tài thứ nhất là cái dòng xe này muốn hoạt động cái bơm cấp lẻ thì nó sẽ có cái máy phát điện. Tại cái bơm cấp lẻ này là bơm cấp lẻ dùng điện 220 nha các bạn. Đó, bên mình sẽ trang bị luôn cái máy phát điện sẵn trên xe luôn, khi các
khách hàng có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp là bơm trên xe luôn nha các bạn, không cần phải đi cắm hay gì cũng được, mình có thể linh hoạt cái việc bơm luôn đó. Ngoài ra thì cái điểm đặc biệt của xe thì mình sẽ đi tới về trước này, mình sẽ đây bên lơ nó có một cái thùng thùng van xả rồi, thì bên đây sẽ là một cái thùng đựng bơm cấp lẻ nha các bạn. Đây đựng bơm cấp lẻ, cái bơm cấp lẻ này có điểm đặc biệt là bên mình á thiết kế độc quyền cái dòng bơm này luôn đó. Trong cái bơm này á, thì nó sẽ có rất nhiều cái chức năng y như là cái trụ cây xăng tại cửa hàng của mình vậy đó, nó không khác gì hết nha các bạn đó. Nó hoàn toàn bằng linh kiện bằng Tatsuno hết, có đầu số là APS thôi. Trên cái trụ này thì hiện tại là mình sẽ có kiểm định luôn nè, kiểm định này nha các bạn, kiểm định đầy đủ. Đây là cái công tắc là ngắt khẩn cấp, dừng khẩn cấp này. Đây là đồng hồ hiển thị nè, số tiền, giá, tổng số lít rồi nha các bạn. Bàn phím của mình nè, đó, bàn phím y như cây xăng luôn, không khác gì hết. Cái này là in hóa đơn cho các bạn luôn, các bạn khi mà bán hàng xong là mình in hóa đơn trực tiếp tại đây luôn. Còn mở nguồn này, đấy, còn cò đây, mình sẽ cắm cò vào đây nha các bạn. Đây là đường dây điện này, đi từ máy phát điện vào đây nè. Cái quá trình hoạt động hay là cái cách thức vận hành sử dụng á, thì ở cái video trước thì mình có giới thiệu cho các bạn rồi. Thì nếu các bạn nào chưa biết thì hãy để lại cái bình luận kèm theo số điện thoại, mình sẽ gửi lại cái video đó cho các bạn nha. Đó, khi mà bạn giao cho các bạn là bộ bơm này thì các bạn có thể có được cái giấy chứng nhận bơm nè, cái giấy nhập khẩu COCV của cái bơm này, kèm theo là cái hóa đơn nè, hóa đơn có thể check in luôn cho các bạn luôn. Còn ngoài ra các bạn có thể là lắp thêm cái hệ thống gọi là cái hệ thống ứng dụng phần mềm của mình, bên mình nữa là bên mình là trực tiếp là khi mà các bạn có nhu cầu mà thí dụ như là biết được số số lít số tiền một ngày các bạn bơm các bạn bán bao nhiêu, thì bên mình vẫn có cái ứng dụng đó, các bạn chỉ cần mở điện thoại lên và có thể là kiểm soát được luôn. Ngày đó tài xế nào, nhân viên nào bơm bao nhiêu lít dầu, bao nhiêu lít xăng, rồi số tiền là bao nhiêu, quy ra tính hết luôn, các bạn không còn phải tính nhẩm từng lít nữa. Sai số các bạn cứ mở phần mềm trình duyệt của mình lên, bên mình sẽ tổng kết hết, tính hết luôn cho các bạn luôn. Thì các bạn chỉ cần thu tiền thôi, không cần gọi là tính toán đau đầu nữa. Thì cái thùng bơm này á, thì bên mình sẽ lắp vào phần bên 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 tài nha các bạn. Mình đang quay nên mình không có đóng chốt cài được, mình chỉ cài chốt ngoài thôi cho các bạn thôi. Đây. Thì cái xe này hiện tại thì bên mình đang phân phối cho BVO rồi, thì khoảng cỡ đầu tuần là bên mình sẽ giao cho BVO rồi. Nếu các bạn còn thêm cái thông tin chính xác về cái loại này á thì cứ liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái số điện thoại trên cái video, thì mình sẽ cung cấp và tư vấn cho các bạn luôn. Các bạn cần thêm thông tin gì cứ để lại bình luận và kèm theo số điện thoại nha các bạn. Mình sẽ tư vấn cho các bạn từ A tới Z về cái loại này. Thì sau đây mình xin tóm tắt một số thông tin của cái dòng sản phẩm mới của bên mình vừa cho ra mắt thị trường. Là thứ nhất là xe này là 19 khối, có gắn bơm cấp lẻ Tatsuno của Nhật, kèm theo là đo lường đồ kiểm định hết cho các bạn từ xe cho đến bộ bơm và lường bồn đầy đủ hết từ A tới Z luôn. Các bạn muốn COCV nhập khẩu về bên mình có đầy đủ hết nha các bạn.
cho đây mình sẽ kết thúc phần video hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần review xe ở những cái loại khác đó. Nếu các bạn cần review gì thì cứ gọi cho bên mình sẽ review cho các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.